các bạn đến với Tara Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử video clip. Nếu bạn thấy đúng thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen với mình thì rất cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mình có một kênh Tarot thứ hai nữa, đó là khu vườn nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm, còn đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về solo, phát triển bản thân giữa đón tuần, giữa đón tháng ha. Thì hôm nay sẽ là clip về chủ đề đó là ai đang mến, thích hoặc là không thích các bạn ha. Thì ở đây thì mình cũng không có mặc định mến, thích ở đây là tình yêu hay là tình bạn ha. Nói chung nó hiện lên như thế nào thì nó hiện như thế đó. Còn đã không thích thì tức nghĩa là ghét hoặc là không ưa ha. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2, tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ 3 mà các bạn thích ha. Mình sẽ để đá vào sau. Xin chào các bạn chọn tụ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn ha. Thì ai đang mến, thích hoặc là không ưa hoặc là không thích các bạn ha. Các bạn có lá 6 cốc. Các bạn có lá 10 kiếm. Và các bạn có lá 8 cốc. Bài này lên hơi khó đoán. Khó đoán ở đây không phải là đoán người ta thích hay không thích bạn, nhưng mà nó khó là khó về cái chỗ mình không biết là người này còn kết nối với bạn hay không thôi. Sợ là không còn kết nối thôi. Tại vì hai cái lá 10 kiếm và 8 cốc, mình thì mình cảm thấy là cái người này lên 6 cốc đầu tiên thì mình nghĩ là thích rồi đó. Kiểu giống như là mến, thích hoặc là ít nhất là có thiện cảm với bạn. Và cái năng lượng của người này nó bị 10 kiếm và nó bị 8 cốc, thành ra mình sợ là nó đã kết thúc rồi, hoặc là cái kết nối này nó đã tạm thời không có liên lạc, hoặc là tạm thời ngưng, hoặc là nếu mà không có nghỉ chơi, không có kiểu gọi là gián đoạn thì không có kiểu gọi là đứt thì nó chỉ là gián đoạn thôi. Tại vì 10 kiếm tức nghĩa là đã có một cái sự việc gì đó diễn ra giữa hai người mà nó làm cho cái kết nối này không có còn gọi là kiểu giống như là không có còn liên kết nữa, không có còn gọi là thường xuyên tiếp xúc với nhau nữa, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là cái người này á, thì 6 cốc tức nghĩa là họ đã từng tiếp xúc với bạn rồi, họ đã từng có một cái kết nối hoặc là có từng có một cái thiện cảm nào đó rồi, nhưng mà vì một cái lý do nào đó, tại vì 10 kiếm có thể là bạn, có thể là họ, nên thật ra mình cũng không biết vì cái lý do gì, nhưng mà kiểu giống như là nếu là bạn á thì hẳn là bạn đã và đang trải qua một cái thời điểm nào đó không có thuận lợi cho lắm, không có được tốt cho lắm, và bạn muốn một mình, thành ra người này họ không có liên lạc với bạn bởi vì, hoặc là không có kết nối với bạn là bởi vì bạn đang không ở trong một cái tình thế ok, thành ra họ không kết nối với bạn. Còn nếu mà bài này lên á, mà là 10 kiếm này là họ, thì họ đang có vấn đề và họ cảm thấy họ không thấy thoải mái với cái việc kết nối với bạn, họ muốn dành thời gian nhiều để bản thân họ được quên đi hoặc là được giải phóng khỏi cái năng lượng không tốt đó. Còn nếu bạn với họ có cái kết nối gì đó với nhau, tức nghĩa là có tình cảm gì đó, có tìm hiểu gì đó, đã chia tay với nhau hoặc là đã là cái gì đó của nhau trước đó mà bây giờ không còn là cái gì nữa, thì người này vẫn còn hướng về bạn, vẫn còn nghĩ về bạn, nhưng mà nó thỉnh thoảng thôi, nó gọi là có lúc có thời thôi, nó không phải là lúc nào cũng vậy, nó cũng không phải là họ cố gắng níu kéo gì đâu nha. Tại vì bài này lên 10 kiếm và 8 cốc là không có níu kéo gì hết á. Tôi nghĩ về bạn, tôi nhớ về bạn, tôi thỉnh thoảng tôi có những suy nghĩ về bạn, về đêm tôi có những cảm xúc dành cho bạn, không có nghĩa là tôi muốn quay trở về với bạn ha. Bài này không có quay trở về, không có một cái suy nghĩ gì về việc gọi là kiểu giống như níu kéo gì đâu đây đâu nha, đừng có hy vọng ha. Tại vì thật sự nếu mà
người này họ họ có hy vọng gì đó về chuyện níu kéo, họ sẽ nghĩ tới chuyện hành động, đi tìm, hoặc là họ nghĩ là coi bạn có muốn quay trở về với họ không. Còn cái này không có, người này họ chỉ thuần tí nghĩ về bạn thôi, họ chỉ để cho cái cảm xúc của họ nó có dịp nó trồi lên. Tức nghĩa là người này họ đang đối diện với một cái vấn đề mà vốn dĩ người này họ biết cái kết quả của cái vấn đề đó là gì rồi, tại vì vốn dĩ 10 kiếm mà. Tức nghĩa là họ biết cái mối quan hệ này đã kết thúc rồi, đã chấm dứt rồi, đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ họ không có, kiểu giống như là tôi không có kiểm soát được cảm xúc của tôi, nó trồi dậy, thành ra tôi đối mặt với nó. Thì đó là một cái kiểu người ha. Còn nếu đây bạn với họ chỉ là bạn, hoặc là chỉ là đồng nghiệp, chỉ là cái người tiếp xúc bình thường á, thì cái người này họ cảm thấy giống như là ở lâu rồi mình không có nói chuyện với nhau, lâu rồi mình không còn thấy bạn này nữa, lâu rồi mình không có tương tác với họ nữa, không biết giờ họ làm sao á, thì được, thì nó hợp lý. Và nó không phải là hợp lý mà kiểu giống như là nó kiểu giống như là nó tương đối dễ hiểu hơn. Còn cái trường hợp hồi nãy nó sẽ hơi khó hiểu nếu bạn với họ có tình cảm với nhau. Còn nếu bạn với người này mà gọi là mới tiếp xúc với nhau không được lâu á, thì người này họ có ấn tượng tốt về bạn và họ cũng có những cái ấn tượng không tốt về bạn, kiểu giống như là họ không có tin tưởng bạn lắm. Nếu mà bạn với họ mà kiểu như đang tìm hiểu về chuyện tình cảm nha, và họ kiểu giống như mới biết bạn không lâu á, thì người này họ cảm giác bạn là một người hơi khó hiểu, hơi có những cái khía cạnh hơi tối tối, và họ cảm thấy giống như là không biết thật sự á, là thường những cái lúc mà dĩ nhiên giống như là mình không có gặp bạn 24 trên 24, thì cái bạn này bạn đã nghĩ là ừ, không biết là trong khoảng thời gian mà mình không có gặp bạn á, thì bạn làm cái gì, bạn ra sao, bạn như thế nào. Thì người này họ đang đặt những cái câu hỏi như vậy, và họ nghĩ về bạn, họ nhớ về bạn, họ mến bạn, họ thích bạn. Nhưng mà mình cảm thấy giống như đó là có những cái điểm mà họ cũng không thích. Ở chỗ thứ nhất là bạn là một cái người, bởi vì hành tung của bạn không rõ ràng, thành ra họ cảm thấy kiểu giống như là sợ, sợ những cái không rõ ràng đó. Cái thứ hai nữa là họ sợ họ bị lừa, họ sợ có cái gì đó nó không có rõ ràng công khai ở đây. Còn không nữa là một cái trường hợp liên quan đến bạn bè cũ lâu năm, gọi là bạn bè thời thanh xuân, thời thiếu thời, một cái người bạn nào đó mà bạn từng chơi rất là thân nhưng mà lâu rồi không có gặp, mà họ đang lo lắng về cái hiện trạng, cái tình trạng, cái sức khỏe, hoặc là cái gọi là cái cơ thể, hoặc là con người của bạn, cuộc sống của bạn ở thời điểm hiện tại đang như thế nào. Nhưng mà kiểu giống như là bản thân họ cũng không có thể làm được gì, có thể là họ mất liên lạc với bạn lâu rồi và họ họ đang cố gắng tìm bạn hoặc là liên lạc bạn á, thì được ha. Thì ở đây đây có ba lá đó ha, để mình thử ba lá khác. Bạn có Page of Cups, người đưa tin cốc ha. Bạn có Ten of Pentacles, 10 tiền. Và bạn có The Hangman. The Hangman. Đối với mình á, thì cái người này gọi là chắc mến bạn hoặc là thích bạn, chứ cũng không phải là người ghét bạn đâu. Tại vì có Page of Cups đầu tiên mà 10 tiền nữa thì khó lòng mà ghét lắm. Kiểu giống như là có nhớ nè, có mong nè, có chờ. Và cái người này á, thì mình cảm thấy là cái việc mà họ nghĩ về bạn á, nó nằm trong cái suy nghĩ của họ khá là nhiều. Nhưng mà bị những cái 10 tiền nên mình đang đang thắc mắc á, đó là cái này là người nhà hay là cái này là người thích bạn. Kiểu giống như thích nhưng mà cảm giác kiểu tôi có thiện cảm, tôi rất là thích bạn, nhưng mà tôi cũng ngại và tôi cũng sợ là cái cảm giác này nó phát triển lên và nó có chiều sâu hơn. Mình thì mình không hiểu lý do vì sao bạn này sợ, kiểu giống như ví dụ như mình thích bạn đi, thì giống như nếu mà một người thích một người thì thường người ta sẽ mong đợi là gặp gỡ, mong đợi là tìm hiểu, mong đợi gặp nhau nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn, có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn nữa để kiểu giống như là mình thắt chặt tình cảm đi. Nhưng mà cái người này á, thì họ lại cho mình một cái cảm giác đó là họ sợ cái việc kết nối này nó gần nhau lại hơn. Họ sợ cái điều này là cái điều nó chỉ đơn phương của họ thôi. Họ sợ cái kết nối này nó sẽ có cái gì đó không ổn. Thành ra mình mới cảm thấy giống như là có thể người này, một á, là tình cảm giữa bạn với họ mới đây thôi. Tại vì thật ra Page of Cups thì cũng là một cái tình cảm còn non, còn xanh, còn tươi lắm. Nó chưa có thật sự gọi là có chiều sâu. Hoặc là người này còn trẻ, trẻ hơn bạn, hoặc là xanh hơn bạn, tức nghĩa là mặt họ còn non hơn bạn, hoặc là trong sự nghiệp, trong công việc gì đó họ vẫn còn non, còn xanh hơn bạn. Rồi cái người này họ cũng là một người tương đối gọi là khó hiểu, tại vì họ có The Hangman. Thì để coi cái gọi là mình cái câu hỏi của mình đó là
gọi là cái câu hỏi của cái trải bài đó là ai đang mến, đang thích hoặc là không thích bạn, thì cái người này á, họ có the hangman thì ra vốn dĩ họ là kiểu người hay che giấu suy nghĩ, không phải là kiểu người rất là thành thật, hoặc là không, thật ra dùng từ thành thật cho họ thì hơi hơi tội nghiệp, không phải là họ lừa dối, nhưng mà họ cũng không hẳn là người thành thật với cảm xúc của họ lắm đâu. Và cái người này thì mình cảm thấy giống như họ có nhớ bạn thì cái mặt họ nó cũng kiểu không có nhận, hoặc là nó cũng kiểu giống như ấp ấp úng giống như mình vậy đó, nó có một cái sự phủ nhận ở trong đây. Nhưng mà nhớ bạn không á, thì trong thâm tâm của họ biết là sẽ nhớ hay không. Còn quay trở lại với cũng là cái này, nhưng mà cũng là cũng 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 là mấy cái lá bài này, nhưng mà bây giờ mình dịch là người trong nhà, thì cái người này phải là nam, một người nam hoặc là một người tính rất là nam. Và cái bạn và cái người này đi chứ cái bạn này thì không đúng đâu, tại cái người này thì mình cảm thấy là có thể là người thân trong gia đình của bạn, hoặc là thậm chí là bà con họ hàng, hoặc là một người em ruột, hoặc là một người cậu ruột, hoặc là chú ruột, hoặc là bác ruột, nói chung là có cái gì đó liên quan tới đàn ông bên nội. Thì mình thấy là cái người này thì có vẻ giống như là họ nghĩ về bạn. Còn nếu mà ba bạn thì lên pay cấp thì cũng hơi là ngộ, nhưng mà thôi kệ, nói chung là đàn ông ở trong nhà đi ha, thì mình thấy là họ nghĩ về bạn và họ cảm giác giống như là họ không biết có cách nào để làm sao đó để tương tác với bạn nhiều hơn, để nói chuyện được với bạn, hoặc là có cơ hội được gặp gỡ, được trao đổi, được tiếp xúc, được nói chuyện, được nói về những câu chuyện của gia đình, hoặc là có thể có người trong gia đình muốn gặp bạn. Nếu không phải là nam thì kiểu là người tính nam á, thì có một người trong gia đình muốn gặp bạn để nói về công chuyện của gia đình, công chuyện thôi chứ không phải là vấn đề nha, tức nghĩa là có trong nhà có công có chuyện gì đó, và họ muốn lắng nghe cái ý kiến, cái quan điểm của bạn để họ ra quyết định, giống như là họ muốn hỏi bạn về một cái vấn đề nào đó. Tại vì mình thấy ở đây có cái gì đó liên quan tới tới bạn, nhưng mà nó kiểu không hẳn là phải ép buộc bạn, nhưng mà nó là một cái gì đó kiểu nếu bạn quyết định theo hướng A thì nó sẽ là một hướng A, nhưng mà nếu bạn quyết định theo hướng B thì nó có thể là một cái hướng B. Tức nghĩa là họ họ có cái sự cân nhắc cái quan điểm, cái ý kiến của bạn, chứ họ cũng không muốn tự quyết. Và cái ảnh hưởng tới bạn thì mình thấy là một phần, kiểu giống như là mình không biết là họ đang muốn nhờ sự giúp đỡ từ bạn, hay là sau khi họ quyết định cái đó thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bạn, nhưng mà nó có một cái sự ảnh hưởng nhất định tới bạn nha. Còn nếu đây là một cái người mà có tình cảm, tình ứa gì đó cũng không liên quan gì tới gia đình, mà một cái người mà bạn đã từng có kết nối rồi á, thì có thể là bạn với người này họ họ nghĩ về bạn nhiều và họ mến thích bạn, nhưng mà mình cảm thấy cái tình cảm này nó có một cái sự lý trí ở trong đó rất là nhiều, kiểu giống như nó hơi nhử nhử nha, tại vì bài này lên có 10 tiền và người đưa tin cóc, thành ra mình cảm thấy hơi nhử. Nhử ở đây là sao? Nhử ở đây tức nghĩa là bạn hiểu là tôi thấy nhớ bạn, tôi tương tác với bạn, tôi không nhớ bạn thì tôi không tương tác với bạn nữa, và kiểu nó như vậy á, thành ra bạn cứ tưởng tượng giống như là mình dùng từ nhử là bạn hiểu rồi đó, kiểu giống như là không phải thích 100%, nhưng mà cũng không phải là không thích, nhưng mà mình nói bạn là bạn này đang đang kiểu giống như là thả thính á, thả bả, thì nó cũng hơi tội nghiệp, kiểu giống như là người này cũng không phải là kiểu người bắt cá nhiều tay hay đang thả thính thả bả, nhưng mà kiểu giống như là họ không muốn bạn quên họ, nhưng mà họ cũng không muốn bạn đâm sâu vào họ, họ cũng không muốn bạn quá để tâm tới việc của họ. Mình cảm thấy giống như là chơi chơi sơ sơ sương sương thôi, đừng có làm cái gì quá, giống như ví dụ như mình thả thính bạn nhiều, cái bạn sẽ nói rồi à, ông nội này nó thích mình rồi, chắc là thấy nó thính hoài, thì cái người này họ không có muốn bị vậy, họ không có muốn bị hiểu như vậy. Nhưng mà nếu mà mình thích bạn nhưng mà mình học thả thính bạn á, thì bạn sẽ nói ở thằng ông nội này nó thả thính gì tao đâu, tao có thấy nó hành động gì đâu, tao có thấy nó làm cái gì đâu, thì cái người này họ không có muốn mình bị rớt vô cái tình trạng giống như vậy ha. Xin chào các bạn, chọn tổ số 2. Trước khi vô phần giải bài thì các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình ha, hoặc là nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn ha. Thì ai đang mến thích hoặc là đang không thích các bạn ha. Mới vô có The Devil nha. 8 tiền. Có mùi của đồng nghiệp hoặc là team press đồng nghiệp hoặc là sếp nha. Nếu mà bài này hỏi mình nữa là cái này gọi là mến thích hay là không ưa, thì mình cảm thấy đầu tiên đó là nói thẳng là hơi không ưa nha. Mình mặc dù bài lên là 8 tiền với đi impress theo theo kiểu giống như là nếu mà dịch là thích đó, thì mình sẽ nói là trước không ưa, sau sau thì đỡ đỡ ghét hơn. Còn nếu mà dịch theo kiểu là thích
là không ưa thì mình sẽ nói là không ưa hồi xưa tới giờ vẫn còn chướng mắt. Thì nó có hai trường hợp, một là từ không thích chuyển sang thích thích, còn dạng thứ hai là không ưa và tới giờ vẫn không ưa. Thì mình sẽ chia thành hai trường hợp ha, rồi mình sẽ giải trường hợp thích sau. Đối với trường hợp là từ không ưa thành thích thích thì cái người này á, cái hồi mà mới gặp bạn là cái ấn tượng của họ không có tốt lắm. Người này thì có thể lớn tuổi hoặc là trông hơi già hơn bạn một chút. Thì người này bản chất của họ là người khó tính, khó chịu, khó ăn, khó ở. Thành ra gặp ai cũng chướng mắt. Nhưng mà họ cũng không có làm gì tới ai, cũng không có đụng chạm gì tới ai. Tức nghĩa là chướng mắt trong bụng, khó tính trong bụng, khó ăn, khó ở. Và người này với bạn có thể là đồng nghiệp, có thể là những người có công việc gì đó liên quan tới nhau, nhưng mà cũng không phải trực tiếp, nhưng mà cũng kiểu có biết nhau sơ sơ. Thì người này họ cảm thấy giống như nếu mà người này là sếp bạn á, thì họ cảm thấy là ừ bạn làm việc cũng được. Qua công việc thì bạn làm có thể thời gian đầu họ họ nhìn bạn họ không thiện cảm lắm. Nhưng mà qua cái công việc của bạn, qua cái cách mà bạn làm việc, bạn thể hiện á, thì họ cảm thấy là ờ cái người này cũng làm việc được, cũng có làm được việc, cũng có thể phát triển và cũng nghe lời, cũng làm việc ra ngô ra khoai, thấy có điểm cộng. Thành ra họ từ từ họ thích, từ từ họ thay đổi cái quan điểm, mặc dù nha họ vẫn đánh giá bạn là người khó gần, họ vẫn đánh giá bạn là một người không có mấy gọi là thân thiện với mọi người, hoặc là hơi trầm, hoặc là kiểu người hơi cứng đầu cứng cổ, nhưng mà họ vẫn thấy ở điểm sáng ở bạn. Cái người này thì mình cảm thấy là người trọng bề ngoài. Thật ra cũng không phải là họ trọng cái kiểu như là tốt tốt sơn không hơn tốt gỗ, nhưng mà ý của người này là bản chất người này là người ăn chắc mặc bền. Họ thật ra họ là kiểu người tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng mà kiểu giống như là bạn tưởng tượng giống như là bà cái bạn này hoặc là cái người này kiểu giống như là nhìn vô cái miếng gỗ đó mà thấy nó sười sười, hoặc là thấy nó tróc tróc, hoặc là sơn dởm á, thì tự động họ mặc định đó là gỗ dở. Kiểu người nó hơi kiểu bề ngoài nó phải phản ánh được cái ruột ở bên trong á, bạn hiểu không? Bạn này kiểu người vậy. Còn nếu mà bạn mà kiểu giống như bạn nói thôi em ăn mặc xề xòa lắm nhưng mà em giàu á, thì em cứ phô vàng, phô tiền của em ra đi, hoặc là em cứ show tài khoản của em ra đi cho chị thấy đi, rồi chị mới tin cưng giàu, chứ còn cưng nói miệng thì chị không có tin. Kiểu của bạn này là như vậy. Rồi trường hợp thứ hai á, là cái người từ không thích thành không ưa. Thì bản chất của các bạn của cái người này á, thật ra ban đầu là đã không thích rồi, nhìn vô cái mặt là đã không thích bạn rồi. Và cái tính của người này là tính hay cặc khịa, tính hay kiểu giống như là nhìn vô là thấy kiểu ngứa miệng, ngứa mắt, hoặc là nhìn vô bạn là cảm thấy kiểu giống như là kiểu nhìn vô là muốn đì đọ, muốn muốn đè, muốn 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 gọi là gièm pha. Nói chung bạn này là cái ổ thị phi. Thì mình cảm thấy cái người này là ngoài giống như khẩu Phật à, không, ở đây không có khẩu Phật tâm xà, ở đây là khẩu xà tâm xà luôn á. Và mình cảm thấy kiểu giống như là cái gọi là không, thật ra nó khẩu xà tâm xà cũng không đúng. Bạn này là kiểu vẻ ngoài non non tơ xanh tơ, hoặc là vẻ ngoài lương thiện nhưng trong bụng là toàn rắn độc á. Thì mình cảm thấy là bạn này là một cái người hơi kiểu để bụng. Mình thì không biết bạn làm cái gì mà bạn này để bụng, nhưng mà bạn này rất để bụng bạn. Và bạn này kiểu giống như là để coi tìm cớ để bắt bẻ bạn á. Bài của bạn này là lên đúng nghĩa là tìm cớ để bắt bẻ bạn, nhưng mà kiểu giống như là chỉ chờ bạn làm cái gì đó sai, nhưng mà tạm thời chưa thấy cái gì sai, hoặc là tạm thời kiểu chưa có cơ hội để cắt cớ bạn cái chuyện cũ. Tức nghĩa là bạn có phạm một cái gì đó vô bạn này ghét, bạn này ghim, nhưng mà tà dạo gần đây bạn với bạn này cũng không có cái gì gọi là tương tác với nhau nhiều đủ để bắt lỗi bắt phải. Thành ra mình không cảm thấy là bạn này có cớ để gièm pha các bạn, hoặc là để làm cái gì bạn, nên tạm thời bạn này kiểu giống như là nén ở trong bụng lại, dìm lại ở trong bụng. Bạn này thì giống như mình nói có khả năng là đồng nghiệp hoặc là người quen, nhưng mà kiểu giống như là để tao chóng mắt nên tao coi coi dạo này mày sao, hay mày sống làm sao, hoặc là kiểu giống như là dạo này mày mày làm ăn được không, mày khấm khá không. Nói chung kiểu người hơi so đo, hơi tị nạnh á. Bản chất bạn này kiểu kiểu thật ra kiểu giống như là tao không muốn thua mày, tao có thể tao còn hơn mày nữa kìa, nhưng mà kiểu giống như là tao thích nhìn mày thua tao, hoặc là kiểu giống như là nó hơi chướng á bạn. Kiểu người ganh tị tị nạnh á, bạn tốt thì kệ bạn, bạn nghèo thì kệ bạn, bạn giàu thì kệ bạn, nhưng mà tao không thích mày giàu, tao cũng không thích mày giỏi, mày làm gì tao cũng thấy chướng đó, là kiểu của bạn này. Còn cái dạng nữa đó là nếu đây là một cái người mà bạn với bạn này có quan hệ tình cảm gì với nhau từ trước, mà bây giờ bạn với bạn này không có còn tương tác nhiều nhau nữa, thì có thể bạn này đang muốn biết là bạn đang như thế nào, đặc biệt là về chuyện tình cảm và chuyện cá nhân của bạn. Kiểu là
công việc của bạn thì họ vẫn thấy ok. Có thể là bạn này có đồng nghiệp hoặc là người quen gì đó với bạn, hoặc là có thông tin về đó về công việc của bạn, và bạn này thấy là bạn vẫn làm công việc rất là đều đều, bạn vẫn đang rất ổn về mặt công việc và cuộc sống, nhưng mà kiểu giống như là nó rất là khái quát, nó rất là chung chung các bạn hiểu không? Xong rồi bây giờ kiểu giống như là bởi vì họ không có quá nhiều tương tác với bạn về chuyện người là cá nhân hoặc là về bạn chuyện tình cảm đi, thì ra họ hơi tò mò, kiểu giống như là không biết giờ này nó có yêu ai không, nó có quen ai không, nó có tìm hiểu ai không, kiểu hơi nhiều chuyện á, chứ cũng không phải là kiểu ngồi lê đôi mắt hay là kiểu tò mò tọc mạch, kiểu hơi nhiều chuyện một chút thôi. Và ở đây không có ưa và cũng không phải thích, nó không nằm ở trong cái nhóm thích ưa hay thích gì ở đây hết, nó nằm trong cái nhóm gọi là không thích và cũng không ưa, nhưng mà kiểu giống như là còn để tâm, còn muốn biết, nhưng mà kiểu nó hơi soi soi mói mói một chút các bạn hiểu không? Nhưng mà kiểu nó hơi kiểu gọi là mình cũng không biết dùng từ sao, nhưng mà bạn 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 tưởng tượng giống như là một cái người họ để tâm tới bạn nhưng mà cái tâm hơi soi mói đi. Và cái bạn này thì mình cảm thấy cuộc sống của bạn này thì tương đối tốt, hoặc là ít nhất nhà bạn này giàu và bạn này có những cái cơ hội về công việc và cuộc sống khá là tốt. Bạn này thì thật ra cái tính cũng không có xấu đâu, mình dùng từ soi mói chứ thật ra tính của bạn này cũng không có nhiều chuyện, kiểu giống như là tự nhiều chuyện vậy thôi, chứ cũng không có kể ai, cũng không có đi gièm pha với thiên hạ, cũng không có đi tọc mạch với người khác hay là đi bàn với người này người kia. Ừ thằng này tao bồ cũ tao giờ nó có bồ rồi, nhìn nhỏ bồ nó cũng vậy vậy không, bạn này không phải kiểu vậy, bạn này kiểu là muốn biết bởi vì muốn biết thôi, kiểu giống như ừ tao cũng muốn biết nó có bồ không á, hình như tao nghe nó có rồi, tức nghĩa là vẫn còn để tâm, vẫn còn để bụng. Còn nếu mà bạn này mà kiểu giống như là quan tâm thì nó cũng không phải là quan tâm gì lắm đâu, nó cũng không phải quan tâm theo kiểu tốt đẹp gì lắm đâu. Chả biết 2 tiền mới nói chả biết xong 2 tiền 8 kiếm à không 9 kiếm kỵ sĩ tiền hình con quỷ này hoài ta, The Devil ở đây nè, nhưng mà này là kỵ sĩ tiền. Ai đang mến hoặc là thích hoặc là không ưa bạn, hay cái bài này lên thì nó không ưa nha, bài này lên là rõ không ưa đó. Thì cái người này nam ha, năng lượng nam rất là cao, còn nếu nữ thì mặt rất là đàn ông, hoặc là mặt hơi chữ điền, hoặc là vóc dáng có thể hơi nhỏ con, hơi lụng trắng nha. Và mình cảm thấy bạn này có thể hơi kiểu thảo mai ha, bài của bạn này lên năng lượng rất là thảo mai, siêu thảo mai. Cái người này thì mình cảm thấy là không có ưa bạn lắm đâu, nhưng mà kiểu giống như đó là dùng từ sao cho hợp ta, kiểu giống như là không ưa nhưng mà kiểu cũng không có dại dột gì mà làm ảnh hưởng tới bạn á. Có thể bạn với bạn này có một cái kết nối nhưng kiểu sếp đồng nghiệp hoặc là người lớn hoặc là người kìm kẹp á, kiểu giống như mình ví dụ bạn là nhân viên mới, bạn này là nhân viên cũ thì bạn cần học hỏi ở bạn này, nhưng mà kiểu giống như là nếu mà bây giờ mình bạn đó mà chỉ bạn làm sai á thì tức nghĩa là người ta sẽ đánh giá bạn đó là người không có biết đào tạo nhân viên hoặc là chỉ nhân viên làm sai. Nhưng mà kiểu giống như là bạn thì quá thông minh hoặc là bạn thì quá kiểu cần cù siêng năng hoặc là kiểu người kiểu cũng ta đây hay hay giỏi giỏi, thì bạn này cảm giác giống như nếu mà mình chỉ nó nhiều quá thì sau này nó khôn, nó lanh, nó tài, nó giỏi quá thì liệu như vậy có tốt không, kiểu giống như chỉ việc nhưng mà sợ người ta khôn hơn mình á, thì kiểu hơi xấu tính xấu bụng chút, chứ cũng không phải là kiểu người người hại bạn ha, không hại thì không đâu. Bạn này thì mình thấy không ưa thôi, không ưa không thích thôi, kiểu kiểu hơi so đo tị nạnh đó, chứ không phải là kiểu gọi là ghim hoặc là kiểu như thâm hiểm thì bạn này là không. Nhưng mà mình thì mình cảm thấy là bạn này biết 10 thì chỉ một thôi, chỉ 1 2 3 thôi, không có chỉ 10 đâu. Và kiểu giống như là còn như mày tự mò đi. Với lại bạn này là kiểu giấu nha. Mình nói trước bạn này là kiểu rất là giấu nha. Kiểu giống như là hỏi đó biết không, không biết làm được đó, không cũng biết làm. Kiểu người hay từ chối hay phủ nhận những cái thứ mà mình biết hoặc là kiểu giống như hay giấu lắm. Và bạn này thì mình cảm thấy là dạng giống như là cái miệng lưỡi của bạn đó thì nói người ta nghe người ta tin, tức nghĩa là bạn đó thể hiện ra chứng minh ra làm cái gì đó ra thì đều được người ta tin hết, và bạn này rất là được sự tín nhiệm từ người khác. Và cái bạn này thì thật ra nói gọi là ưa hay không ưa thì mình nói thiệt là bạn này thấy bạn còn có giá trị lợi dụng hoặc là còn có giá trị tận dụng. Thật ra lợi dụng thì nó cũng không đúng lắm đâu, tại vì bạn cũng không có gì để bạn này lợi dụng, chỉ cảm thấy giống như là đôi bên cùng có lợi, nhưng mà kiểu nó hơi mang tính kiểu giống như là ừ thì bởi vì mày học sinh giỏi thì tao cũng học sinh giỏi, nhưng mà có thể tao giỏi không bằng mày, nhưng mà nếu mà tao chung nhóm với mày thì ít nhất là tao cũng chung nhóm với một đứa giỏi đó. Thì bạn cứ tưởng tượng cái tình huống đó vậy đó. Còn nếu mà kiểu giống như là
kiểu giống như là thấy có cái lợi ở bạn, nhưng mà cái lợi đó nó cũng không phải cái gì đó quá lớn, nhưng mà kiểu thà như vậy nó đỡ hơn lỗ nè, là cái thứ nhất mình thấy. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà bạn này là một cái người mà kiểu hơi tị nạnh tí á, thì bạn này kiểu giống như là sợ bạn giỏi hơn, sợ bạn tốt hơn, sợ bạn được thăng chức hơn, hoặc là sợ bạn có nhiều cơ hội về công việc hơn. Còn nếu đây là một cái người có tình cảm hoặc là có cảm xúc gì đó đặc biệt với bạn liên quan tới chuyện tình yêu á, thì mình cảm thấy người này thì có thể giống như họ để tâm để ý tới bạn nhiều, và họ muốn hơi hơi tọc mạch một chút xíu về chuyện cá nhân, về chuyện riêng tư, về chuyện bạn quen ai, bạn nhắn tin với ai, bạn làm gì, dạo này bạn ra sao, bạn có quen ai không, bạn có quên tình cũ chưa, bạn quên họ chưa, bạn có quen ai mới không, rồi người mới với họ có ai tốt hơn ai xấu hơn, kiểu hơi tiểu tiết một chút. Và cái người mà gọi là mến thích hoặc là không ưa bạn này á, thì mình thì mình không nghĩ là bạn này không ưa bạn, tại thật ra á, hai tiền với chín kiếm, tức nghĩa là kiểu gọi là còn còn thích hoặc là còn để tâm, nhưng mà cũng hiểu hoặc là cũng tự cho rằng là cái người mà họ để tâm á, có thể là họ đã không có còn tâm huyết vô nữa. Tức nghĩa giống như mình thích bạn, nhưng mà mình biết là ừ, nhỏ này nó không có thích tao nhiều đâu, nó kiểu giống như cũng chỉ cà cưa ghê ngỏng thôi, thành ra kiểu tao cũng biết là nó không thích tao nhiều, nên thành ra tao cũng không có tao cũng không có mặn mà với nó lắm, nhưng mà tao thích nó. Nhưng mà kiểu giống như là nếu mà bây giờ mày nói là tao có còn muốn đầu tư vô nó nhiều không thì không, tại vì kiểu giống như là tại vì bạn đâu có muốn đầu tư vô mình đâu, thì mày mắc gì mình phải đầu tư vô bạn. Thì cái kiểu của người này là như vậy. Và thứ hai nữa đó là giống như ví dụ như mình thích bạn, mình có cảm tình với bạn, mình có cảm xúc với bạn, nhưng mà kiểu giống như là ừ, tao nghe nói hình như là nhỏ này á, nó quen với mấy người toàn là giàu có hoặc là xinh đẹp hoặc là giỏi giang, hoặc là tao nghe nói là nó đang thính đang bả với ai đó, thì mình theo kiểu giống như ờ chắc thôi mình cũng không có cơ hội đâu, mình cũng không quen được đâu, hoặc là cũng không có tiềm năng gì đâu, thành ra kiểu giống như là thôi mình cứ tèn tèn nhắn tin, hoặc là lâu lâu hỏi thăm, lâu lâu mời nước, lâu lâu làm gì đó thôi, chứ cũng không có kỳ vọng mong đợi gì xa xôi. Thì cái kiểu của người này nếu thực sự giữa bạn với có họ mà có tình cảm, có cảm xúc gì á, thì họ sẽ là cái kiểu gọi là hơi kiểu thả cần câu câu á, hơi 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 kiểu dạng chút. Nhưng mà bạn này bị chính kiếm, thành ra mình nghĩ kiểu giống như là hơi kiểu là tiếc, bỏ bỏ thì tiếc á, nhưng mà giữ thì cũng không biết giữ có được hay không. Còn kiểu mà hỏi thích hay ghét thì thật sự là thích nha, không có ghét đâu, nhưng mà kiểu của bạn này giống như là muốn làm cho bạn thích bạn này nhiều hơn, muốn cố tình, hơi cố tình, hơi cố ý một chút, chứ không phải là kiểu giống như là thành tâm. Nó không phải là thành tâm, nó có sự toan tính, tính toán ở trong đây ha. Xin chào mấy bạn, chào tập số 3. Trước khi vô phần giải bài, các bạn có thể nhấn chuông, like, share để lại bình luận cho mình ha. Đừng quên follow Instagram của mình nếu các bạn muốn, và nhớ nhấn đăng ký kênh để giúp mình phát triển kênh nhiều hơn ha. Thì ai đang mến thích hoặc là không ưa các bạn ha. 6 gậy đồng nghiệp, 6 tiền, 6 gậy mà còn 6 tiền, 2 kiếm đồng nghiệp nha. Thật ra nếu mình có thể giải được nhiều tình huống thì mình sẽ giải hết ha. Tại mình thấy đề bài lên đồng nghiệp trước thì mình nói đồng nghiệp thôi. Đầu tiên á, là mình thấy là cái người này á, là cái người có thể là một là đồng nghiệp, hai là kiểu người kiểu nước sông không phạm nước giếng thôi. Nếu mà cấp trên thì nó sẽ hơi kiểu thiên vị, thì mình sẽ giải theo kiểu đồng nghiệp, rồi mình sẽ giải theo kiểu cấp trên. Đối với người mà gọi là đồng nghiệp á, thì cái người này không ưa bạn, mình nói thẳng không ưa, kiểu xã giao, kiểu dùng từ sao cho dễ hiểu ta. Nói chung bạn tưởng tượng một cái người mà mình không thích bạn, mình cũng không có lý do để ghét bạn. À không, thật ra mình cũng có lý do, nhưng mà kiểu chướng chướng thôi. Nhưng mà kiểu cái tính của bạn nó cũng tốt á, và bạn với mình hồi xưa giờ cũng có qua có lại, cũng không có kiểu gọi là ghét nhau cho gì cho lắm, hoặc là cũng không có chuyện bích xích bích gì mất lòng á. Thành ra nói thích thì mình không có thích bạn đâu, nhưng mà nói ghét á, thì mình cũng hơi ghét ghét. Nhưng mà kiểu mình ghét theo kiểu bởi vì mình thấy cái tính bạn mình không ưa á, cái kiểu giống như vậy thì nó hợp lý hơn, chứ nó không phải là kiểu giống như là mình có cái gì đó mà mình giống như không có lý do nào đó để mình gọi là ghét bạn một cách công khai, hoặc là mình ghét bạn một cách gọi là hợp lý. Kiểu giống như bạn đụng chạm mình, bạn xâu xé mình,
bạn hoặc là bạn làm gì đó xấu mình thì không có, bạn không có, chỉ là mình xấu tính, hơi cái nết mình nó hơi xấu, thành ra kiểu giống như là mình ghét bạn vậy thôi. Còn cái thứ hai nữa đó là còn không á nha, nếu mà mình cũng là đồng nghiệp của bạn nhưng mà mình ghét bạn vì có lý do á, thì mình ghét bạn bởi vì cái lý do là bạn thể hiện thái độ với mình, tại vì xấu gậy mà xấu tiền, tức nghĩa là có thái độ, có thái độ mà thái độ kiểu giống như là trịch thượng, kẻ trên người dưới, kiểu giống như là ví dụ như mình là đồng nghiệp với bạn, mình làm trước bạn nhưng mà mình vẫn là ngang bằng chức với bạn, nhưng mà bạn thể hiện thái độ với mình á, kiểu là bạn nói chuyện kiểu hơi ngang ngang, hoặc là kiểu giống như ví dụ như mình là làm trước bạn nhưng mà mình nhỏ tuổi hơn bạn, bạn thì kiểu được sếp cưng hơn, bạn bạn lớn tuổi hơn mình, ví dụ vậy, thì mình cảm giác chướng, kiểu như mình hơi chướng với bạn á, thành ra bạn kiểu giống như là bạn thì bạn thừa biết là bạn giỏi, bạn thì bạn thừa biết là bạn được sếp cưng, bạn thì bạn thừa biết là bạn bạn ngon hơn mình, thành ra kiểu giống như bạn cũng thể bạn không phải thể hiện với một mình mà bạn thể hiện với mọi người luôn, thành ra hoặc là cái đơn giản là cái nết cái tính của bạn nó là như vậy, thì bạn này cái người gọi là này là họ không thích bạn là bởi vì cái tính của bạn nó là như vậy á, thành ra họ bây giờ mình không thích bạn. Nhưng mà bây giờ mình làm được cái gì giờ? Bạn thì được sếp cưng, bạn thì giỏi hơn mình, bạn thì ngon hơn mình, không lẽ giờ mình cà khịa bạn đúng không? Thì mình không có lý do gì để cà khịa bạn hết, mặc dù mình cũng chướng bạn lắm đó. Thành ra bạn này bị hai kiếp. Thành ra mình thấy là cái người này mình nghĩ là không thích bạn là chắc rồi đó. Nhưng mà kiểu là không thích nhưng mà không làm gì hại bạn thôi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bạn này là cái người nạnh, bị cái máu sân si, bị cái máu sân thôi chứ cũng không si lắm đâu, tại vì nếu si là nó hại đó, nó sân thôi, nó hơi sân, nó hơi giận, nó hơi kiểu kiểu giống như là ghen tị, ganh tị một chút. Và cái người này mình cảm thấy kiểu giống như bạn bạn này thì mình nhìn cái mặt hơi khắc khổ, cái mặt hơi kiểu nghiêm túc, hoặc là kiểu người cái mặt hơi nhìn hơi cứng, hơi già và xương gò má cao, hoặc là nam thì mắt hơi lồi, trán hơi to hơi cao, hoặc là kiểu người xương bự, hoặc là nếu mà không thì ốm o gầy mò, nhưng mà kiểu người rất là kiểu mồm miệng nó to ha, thì nói chung mình mô tả được vậy. Còn nếu đây là đầu là cấp trên nha, không phải là đồng nghiệp nha, thì mình cảm thấy cái người này đánh giá bạn là một người có năng lực, làm việc cũng ok, mọi thứ đều ổn, chỉ có điều là không hợp tính, không hợp lắm. Cảm thấy giống như là làm việc chung thì ok, nhưng mà kiểu giống như nếu mà giả sử mình có thăng chức á, hoặc là thăng lương á, thí dụ như mình bạn có một cái người nào đó mà bạn có một người nào đó cũng giỏi giống bạn, thì mình sẽ ưu tiên đứa kia chứ mình không ưu tiên bạn, tại vì đơn giản mình thích đứa kia thì mình ưu tiên nó thôi. Nói chung là không có thích bạn lắm, tại vì cảm thấy cái tính của bạn là cái kiểu giống như ví dụ như nếu mà bạn là người thẳng tính nha, bạn là người thẳng tính, bạn là người nóng tính, thẳng tính, tính tình bộc trực, hoặc là tính tình kiểu không có xu nịnh á, thì đúng nghĩa là cái người sếp này không thích bạn, tại vì cái tính đó. Người này thích những người ngọt ngào, thích lời đường mật, thích những cái gì đó nghe lời. Còn bạn kiểu chướng chướng hơn, bạn kiểu lì lì lợm lợm, mặt bạn nhìn khó ưa khó chịu, hoặc là kiểu người cái tính của bạn cái mặt bạn nhìn hơi nghiêm, hoặc là nhìn bạn kiểu giống như là không có phải kiểu dân dụ khỉ, hoặc là dân dân gọi là thảo mai á, thì bạn này sẽ kiểu giống, thì cái người sếp này sẽ kiểu giống như là ừ thì nó tao thấy nó cũng đối xử với tao bình thường, cũng đồng nghiệp với cấp trên vậy, đồng nghiệp với cấp trên vậy thôi, chứ cũng đâu có hơn hơn nó cũng đâu có mến thương tình thương gì với tao, tao thấy nó cũng bình thường vậy thôi, tao không ghét tao thì tao không ghét nó vậy thôi đó, kiểu của người này là sếp là như vậy. Còn nếu mà cái người này là người có tình cảm với bạn thì thật ra người này đang khá là phân vân về việc mối quan hệ giữa bạn với họ. Cái này tình cảm là tình yêu đó nha, thì mình cảm thấy khá là phân vân với bạn, bởi vì thứ nhất là tín hiệu từ bạn phát ra cho họ không rõ ràng, thứ hai nữa là người này cảm thấy là không có gì chắc chắn về tình cảm với bạn với họ hết, xấu gậy mà còn xấu tiền, tức nghĩa là cảm giác như bố thí, cảm giác tình cảm này nó giống như kiểu gọi là có qua nhưng chưa chắc có lại, họ cảm giác giống như là nếu mà tôi đầu tư vô bạn thì tôi có nhận được cái gì hay không. Cái thứ hai nữa đó là nếu mà bây giờ tôi cố tình đầu tư hoặc là tôi chủ động đầu tư thì bạn có đáp lại hay không, tức nghĩa là trong người này có hai cái suy nghĩ luôn, một là họ không làm gì hết và họ coi các bạn làm cái gì thì họ cũng không thấy khả thi, cái thứ hai nữa là họ tự chủ động thì họ cũng không thấy cái gì khả thi hết, họ nghi ngờ về cái sự tương tác giữa bạn với họ. Bài của bạn này thì mình cảm thấy là nếu mà thật sự nha, mà bạn với bạn này có tình cảm với nhau á, thì thật sự là cái thiện cảm từ từ nó mất dần. Cái thứ hai nữa là cái mối quan hệ giữa bạn với bạn này đang có nhiều dấu hiệu không rõ ràng, đặc biệt là sự tương tác, đặc biệt là cảm xúc dành cho hai người, hoặc là một trong hai người có sự không rõ ràng về cảm xúc và tình cảm với nhau, dẫn đến cái mối quan hệ này nó giống như kiểu gọi là có qua có lại, có nhắn tin có qua thì có lại, không nhắn tin thì không qua không lại.
bóp gậy ha, ai đang mến thương hoặc là ghét bạn ha. Nữ hoàng kiếm, The High Priestess, một người nữ. Chứ mà nam thì là vô lý lắm. Một người nữ, nam mà nữ hoàng kiếm là thôi dẹp bỏ nha. Vãi cái linh hồn. Giờ mới nhìn thấy ở phía sau đây là có ba người bị treo cổ, má ơi. Mà cái con này nó mới ngồi nó cắt bông như là chuyện bình thường á. Bởi vậy ta nói rồi, nữ hoàng kiếm thâm hiểm lắm. Bây giờ nam mình mới nói đó, nếu mà là nam là dẹp đó, mà thật ra là nữ cũng dẹp luôn. Nhìn ghê quá, tự nhiên bữa nay nhìn thấy cái lá đó xong cái tự nhiên cảm giác mất, gọi là hơi ghê. Ai đang thích ghét hoặc là lộn, ai đang thích mến thích hoặc là không ưa bạn ha. Nữ mà nhìn thấy năng lượng nữ bạn cao lắm, một cái năng lượng nữ tại vì có The High Priestess nữa. Nếu mà là nam mà nữ hoàng kiếm với The High Priest thì thiệt sự nam này rất là để bụng nha, rất là kiểu nhớ dai nha, thù giặc nha, và kiểu người giống như là như đúng cái lá nữ hoàng kiếm đó luôn á, là phía sau treo cổ nhưng mà phía trước vẫn đi hai bông, đó là bạn hiểu rồi đó, nó thâm nó hiểm cỡ nào. Nhưng mà mình thì mình nhìn theo bài đi thì mình cảm thấy là cái người này thì thật ra là nói thích bạn á thì mình không thấy thích, nhưng mà nói ghét bạn á thì mình nói tạm thời bạn chưa nằm ở trong danh sách đen thôi, tức nghĩa là bạn đang nằm ở trong cái danh sách là để tao cân nhắc coi mày vô có vô danh sách treo cổ của tao không. Nếu mà tao thấy được thì tao cho mày vô danh sách treo cổ, còn không thì chưa. Mình thì mình cảm thấy là một á là bạn với bạn này ngày xưa, nếu mà đây là tình yêu trai gái nam nữ nha, thì á thì ngày xưa bạn với bạn này là cái gì của nhau rồi, có quen nhau rồi, có tìm hiểu nhau rồi, nhưng mà bây giờ chia tay rồi hoặc là có chuyện gì xảy ra rồi khiến cho người này mất lòng tin ở bạn, mất niềm tin ở bạn rất nhiều, và người này ghét bạn. Mình nói thẳng người này ghét, ghét theo kiểu là gì, ghét theo kiểu là ghét cái ngày xưa, ngày xưa mày lặng dậy 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 á, mà giờ mày dậy 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 á, tức nghĩa là thay lòng đổi dạ đó. Và họ họ ghim cái bà này là ghim, nữ hoàng kiếm lúc nào cũng là ghim, thù dai, thù giặc, thù, hoặc là kiểu người hơi kiểu giống như là có ân, có oán trả oán đó, mà đã vậy còn thêm lá The High Priestess vô, tức nghĩa là người thù rất là dai, nhớ rất là lâu, và cái kiểu người gọi là không bao giờ bỏ bụng, bỏ bài lộn, không bao giờ bỏ ngoài bụng, tức nghĩa là cái gì cũng bỏ trong bụng hết và cái gì cũng nhớ hết nha, không có sót cái gì đâu nha. Ngày xưa mà mày hứa với tao là vậy 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 là bây giờ là tao nhớ hết nha, tao có thể bắt bẻ lại hết nha. Và nếu mà mày làm cái gì mà trái ý trái trái nết tao, hoặc là mày phạm với mấy cái điều mày đã hứa là mày tới số với tao, tức nghĩa là cái kiểu người là kiểu người vậy. Thì mình thấy là có thể nếu mà bạn với bạn này mà chia tay rồi á thì coi như là họ còn găm còn ghim, còn nếu mà bạn với bạn này mới cãi nhau sơ sơ sương sương thôi á thì nói trước là chuẩn bị ha, chuẩn bị lên thớt nha, tại vì mình thấy là có tới công chuyện đó. Còn nếu mà bạn với bạn này chỉ đang trong quá trình tìm hiểu với nhau thôi á thì bản chất người này là người hay ghen và đa nghi, chứ họ cũng chưa có ý định làm gì bạn hết. Thật ra bản thân của người này là người rõ ràng và ranh giới, nếu mà bạn với bạn này chỉ đang tìm hiểu nhau thôi á thì bạn này là người rõ ràng ranh giới, có A nói A, có B nói B. Tao đã từng quen 5 thằng, thằng đó tao chia tay, thằng kế tao chia tay, thằng kế tao cũng chia tay vì lý do nó lừa tình tao, thì bạn này sẽ kể cho bạn nghe. Kiểu giống như bạn này nói trước cho bạn biết đó là tao ghét mấy đứa lừa tình đó, tao ghét mấy đứa phản bội đó, tao ghét mấy đứa vậy đó. Mình nhắm quen được thì mày quen, còn mày không quen được thì nghỉ. Tính của bạn này là vậy. Hoặc là kiểu giống như là người rất là kiểu nữ quyền nha, hoặc là kiểu bạn này mình nói là năng lượng của bạn này nữ cao lắm. Còn nếu bạn này là nam là kiểu người nam quyền ha, là kiểu người nam quyền, nhưng kiểu nam quyền nhưng không phải là kiểu kiểu mà gọi là động tay động chân, mà nam quyền theo kiểu sĩ diện các bạn, kiểu giống như là mình là nam thì mình phải dạy 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 anh phải có quyền chứ, anh phải quản lý gia đình chứ, anh phải là người quyết này quyết kia, tức nghĩa là nếu là nam. Còn nếu là nữ thì kiểu giống như là em là nữ thì em phải nắm tiền chứ, ta mắc gì anh phải nắm chuyện, em phải lo chuyện quán xuyến gia đình con cái nhà cửa, anh phải cho em biết password điện thoại rồi Facebook gì đó đây, đây này kia em mới tin được chứ, làm sao em tin anh đó, kiểu người như vậy. Tức nghĩa là cái lý do, cái lý tráo của họ thì nhiều, còn cái kiểu giống như là thật ra họ cũng là người rất là hiểu chuyện á, tức nghĩa là nữ hoàng kiếm với The High Priestess nếu mà là phiên bản tốt á, phiên bản không có tiêu cực như nãy giờ mình giải á, thì là kiểu người rất hiểu chuyện và là kiểu người gọi là có đúng có sai, mày mày làm đúng thì tao thưởng, mày làm sai thì tao phạt. Còn nếu mà bài này lên á, mà dịch theo kiểu là đồng nghiệp và bạn bè á, nha, thì mình nghĩ cái người người này
mình có một cái suy nghĩ xẹt qua nhưng mà mình không dám chắc lắm, nhưng mà mình sẽ nói đó là nếu mà bạn nào có đụng chạm trong gia đình á, kiểu giống như là gia đình họ ngoại họ nội gì đó không có thân thuộc với nhau, hoặc là kiểu giống như có sâu xé cắn xé gì nhau á, hoặc là kiểu giống như trong gia đình hai họ, hoặc là gia đình của bạn, gia đình nhỏ thôi á, ba mẹ anh chị em ruột á, mà nhà có ba mẹ anh chị em ruột mà gọi là khắc khẩu với nhau á, hoặc là ba mẹ chị em ruột mà kiểu giống như đụng chạm tay chân với nhau á, thì mình nghĩ người này là người trong nhà nha. Tại vì bốn gậy với nữ hoàng kiếm là người trong nhà, kiểu giống như là chị em gái với nhau, hoặc là anh em trai với nhau, hoặc là giữa ba với con, hoặc là giữa mẹ với em ga với con ha, có cái đụng chạm gì đâu, có miệng mồm nó bóp chép bóp chát với nhau ha. Tại vì kiểu giống như là khắc khẩu, hoặc là kiểu giống như là dị ứng, không có hợp tính, hợp tuổi, hợp gì đó, đây hợp mạng gì đó, giống như trong mình vậy, đã nói gì đó. Tại vì mình thấy ở đây có cái gì đó liên quan tới người trong nhà, người trong gia đình. Còn nếu mà đây là đồng nghiệp, bạn bè, người thân xung quanh á, thì mình thấy là người gần ha, bạn bè thân ha, nhưng mà thân ai nấy lo ha, hoặc là những cái bè này là bè kiểu giống như bè đâm chọt, bè đâm sau lưng, hoặc là thò gậy bánh xe, hoặc là kiểu giống như là khi có mặt mình thì nó nói một đường, mà khi có không có mặt mình thì nó nói một nẻo. Cái này gọi là bè bè thả trôi đó. Mình thì mình thấy cái này là bè ghê gớm luôn, nhưng mình cảm giác bạn cũng biết những cái bè này, chỉ có điều là bạn không có đụng chạm tới nó và bạn cũng không có muốn động tới nó, tại bạn cảm giác giống như là mình thân cô thế độc, thành ra mình cũng không có đụng ai. Còn nếu mà cái này gọi là hội bạn em, hội bạn thân, chị em bạn gì á, hoặc là những cái hội nhóm nhỏ nhỏ, thì mình cảm giác bạn là cái người này là cái người không có thích cái nhóm này, và họ hoặc là không có thích một cái người nào đó trong cái nhóm này, mà bạn chơi với cái người mà họ cảm thấy không tin tưởng hoặc là họ không có thích, thành ra họ tự gạch bạn ra khỏi cái danh sách đó, bởi vì họ cảm giác như nếu tao chơi với con này có thể có khả năng một ngày nào đó nó sẽ cắn tao, tại vì nó chơi với con kia thân, mà đã con đó nó thân với con này thì nhiều khi tao kể tâm sự chuyện riêng tư gì nó với này thì có khi nó sẽ tâm sự chuyện riêng tư của tao với thằng con kia. Tại vì mình thấy có cái gì đó ở đây là sợ bị vạch bụng cho người xem lưng, hoặc là ở sao lại dạch lưng cho người xem bụng, ủa sao dạch 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 lưng cho người xem bụng, dạch cái gì, dạch áo cho người xem lưng hay dạch áo cho người xem bụng gì đó, thì kiểu giống như là sợ như vậy, chứ không phải là kiểu gọi là ghét bỏ gì bạn, nhưng mà kiểu giống như là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thà kiểu giống như không tin còn hơn tin tin dại ha.